Thôi chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Đinh Hoàng Nhân. Thì hôm nay cái nội dung chính chúng ta phân tích tuy là cái nội dung nó rất ngoài luồng nhưng mà liên đới đến cái đời đó ma, thì rõ ràng đây là có một cái mối liên quan chặt chẽ với nhau. Đặc biệt là một tiến sĩ đã lên viết cái văn bản giới thiệu cho người dân để cầu mưa. Hai thì mọi người cũng biết, gần đây nhất là lại có một tiến sĩ ở trong chùa, tức là thầy Thích Chân Quang, cũng đã đưa ra những cái luận điệu rõ ràng làm mê tín. Mà đặc biệt ở đây, tại sao lại được làm là tiến sĩ, thì đây là một cái vấn đề mà chúng ta cần được quan tâm. Qua đó thì mọi người biết rồi, đối với tiến sĩ của đất nước ta vẫn có văn bản yêu cầu giới thiệu người cầu mưa, thì đừng có nói chi mà đến cái chuyện ông thần y lang băm đã hành nghề trong suốt một khoảng thời gian dài. Đây là cái nội dung mà chúng ta cần phân tích và chúng ta cần liên đới. Đặc biệt là mọi người thấy gần đây nhất đã loạn lắm rồi. Ok mọi người, trước khi vào phân tích, cô chú anh chị cho em biết âm thanh ngoài đường truyền như thế nào ạ? Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Và thông tin bên lề, tiếp tục là Nguyễn Xin đã được nhắc tên trong báo công an. Nguyễn Xin thì mọi người cũng đã biết rồi, là người chống đối chị Hằng rất là dữ dội ha. Ok mọi người, nếu như âm thanh tốt, cô chú anh chị bấm cho em xin số 1, rồi chúng ta đi thẳng vào nội dung luôn. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Chào tất cả cô chú anh chị đang xem like nha. Rồi nếu như âm thanh tốt rồi, cô chú anh chị nhớ bấm like, bấm chia sẻ giúp em đi. Vì cái kênh này bây giờ nó cũng có tương tác. Em câu like câu view mà, mọi người thấy có rất là nhiều người nói câu like câu view, thì sẵn em câu like câu view luôn nha. Cô chú anh chị vô nhớ bấm like giùm em cho cái kênh nó có tương tác nhiều nhiều. Rồi nếu như âm thanh tốt rồi thì chúng ta đi thẳng vào nội dung luôn, không cần phải là kéo dài dòng do gì hết. Ít nhiêu thì ta làm bao nhiêu ha, như ta làm bao nhiêu. Ở đây có một cái điều rất là lạ ở đây á. Đầu tiên nhất là tiến sĩ ở trong chùa, tức là thầy Thích Chân Quang, đưa ra những cái luận điệu, thậm chí là đưa những cái đồng tiền lớn, những đồng tiền mà ủng hộ hoặc là ủng hộ cho chùa là nguyên căn nhà, và những cái phát ngôn của ông này đầy đủ mê tín, kể cả là karaoke nhiều thì sau này chết trở thành con ma câm. Mọi người thấy có ai là một tiến sĩ mà lên nói như vậy hay không, đúng không? Rất là nhiều bây giờ ở trên mạng cộng đồng, trên mạng xã hội bây giờ chia sẻ quá trời nhiều chia sẻ đó. Kể cả thầy Thích Chân Quang này dùng những cái câu nói và những cái câu từ để dạy các Phật tử, mà sau này nếu như các Phật tử nghe theo thì chắc chắn rằng nó sẽ mê tín dị đoan một cách dữ dội. Mà thầy Thích Chân Quang này cũng đã được cơ quan chức năng vào cuộc rồi, không biết là điều tra chừng nào mới tới, mà dù gì đi nữa cũng là một tiến sĩ, một tiến sĩ đó cô chú anh chị. Tiến sĩ thì mọi người biết rồi, chứ tiến sĩ này là chỉ có nhà nước của chúng ta cấp cho được bằng tiến sĩ thôi, đúng không? Bằng tiến sĩ, đây mới là một vấn đề đấy. Đặt ra nhiều vấn đề nghi vấn, sau này không biết là có ảnh hưởng gì không, và không biết là có chân dung gì ở bên Tàu hay không thì mình không biết nha. Cái chân dung ở bên Tàu hay không thì mình không biết, có bên Tàu bên Tây gì không biết, mà đi cúng luôn cái nhà cho chùa, rồi thậm chí là cúng mệnh giá cho chùa thì phải cúng mệnh giá cao, đưa trực tiếp cho chủ trì, rồi nào là hát karaoke nhiều, khi chết xuống dưới thành con ma câm. Đó là những cái câu mà ở trên mạng đang loan truyền. Rồi tiếp nhất, mới đây luôn. Mới đây luôn. Đây, tôi cho mọi người nghe một đoạn nha. Nghe một đoạn coi mọi người coi vô lý không. Đây là ông tiến sĩ nha. Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con Người. Thông qua văn bản, ông Điệp muốn giới thiệu về trường hợp của ông Lê Minh Hoàng, sinh năm 1967, ngụ thành phố Hà Nội, với Chi cục Thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh. Theo nội dung văn bản, sau hai lần gặp gỡ trực tiếp, ông Lê Minh Hoàng nhờ CTCS giới thiệu ông với các tỉnh phía Nam, bởi có khả năng cầu mưa có hiệu quả. Ông Điệp cũng nêu khả năng cầu mưa của ông Lê Minh Hoàng chưa được kiểm chứng. Ông cho biết rất xót xa, dằn vặt về việc nạn hạn hán thất bát mùa màng của một số tỉnh phía Nam nên đã giới thiệu về ông Lê Minh Hoàng. Văn bản nêu, nếu quả thực anh Minh Hoàng có khả năng kỳ diệu ấy, thì đất nước ta gặp phúc và các tỉnh phía Nam đang gặp hạn được cứu hạn. Song một lần nữa, chúng tôi xin nhấn mạnh anh Lê Minh Hoàng có khả năng cầu mưa được hay không là chúng tôi chưa khẳng định và phủ định. Có nghĩa là
tôi thắc mắc một điều như thế này. Đối với một số người dân thì đôi khi chúng ta không biết hiện tượng mưa nắng là gì. Đôi khi là cô chú anh chị, cái này em xin lỗi cô chú anh chị trước, tức là lúc trước có rất là nhiều người trong chiến tranh và sau này cũng ít có khi nào mà đi học được ở trường. Coi như hoàn cảnh không may mắn đó, không học ở trường, thì có thể người ta không biết cái hiện tượng mưa là gì, hiện tượng nắng là gì. Nhưng đối với một tiến sĩ, một tiến sĩ là gì? Là được đào tạo hoặc là được giảng dạy, hoặc là được những cái trường hợp khác đưa ra là tiến sĩ, hiện tượng mưa nắng của thiên nhiên là gì thì ai cũng biết hết rồi. Nhưng mà tại sao có người nói là cầu được mưa thì ông tiến sĩ này lập tức tin và đưa nguyên một cái văn bản? Đây mới là một cái vấn đề, tôi nói thật mọi người, rất là nguy hiểm. Đưa nguyên một cái văn bản luôn mới ghê chứ. Đây mọi người có cái văn bản này đó, một tiến sĩ nè đó, một tiến sĩ đưa nguyên cái văn bản giới thiệu luôn, giới thiệu người cầu mưa luôn. Nghiên cứu lại coi cái ông này phải bên Tàu quá không trời. Cái này nói thật, đây là lên án dữ dội. Một tiến sĩ thì chắc chắn rằng là phải biết hiện tượng mưa nắng là gì chứ. Rồi bây giờ là viết văn bản giới thiệu cho người dân để đến ông đó là được cầu mưa. Tôi hỏi mọi người nè, nếu như ông cầu mưa được thì tại sao phải giới thiệu? Hả? Ông tiến sĩ này nè đó, tôi hỏi ông đó. Ví dụ như bây giờ nếu như mà thật sự ông đó cầu mưa được thì tại sao lại để cho nạn đói nạn khát, tại sao lại để cho nắng nôi kéo dài mà cần phải đi cầu, cần phải đi giới thiệu người dân? Một cái trường hợp vô lý như vậy mà viết bằng văn bản, đóng cái mộc đỏ phén vô mới trời chịu. Rồi báo chí người ta đi làm việc, báo chí người ta đi làm, rồi bắt đầu là khẳng định chính là tôi viết. Bây giờ nói thật, nếu như trên đời này có khả năng người nào mà cầu mưa cầu nắng được thì đất nước bây giờ mưa thuận gió hòa rồi, đâu có hạn lũ lụt, đâu có hạn hán đó, đúng không? Tôi hỏi mọi người, miền Trung mỗi một năm chết bao nhiêu người? Nếu như ông cầu mưa được thì ông tránh lũ được, mà nếu như ông tránh lũ được thì ông sẽ làm đi được, đúng không? Sao mà alo, con đang live stream nha, con đang live stream. Đó, nên là mọi người thấy rất tai hại không? Rất tai hại không? Như vậy thì chúng ta chắc gì nữa? Một ông tiến sĩ còn tin được là trên đời này có người cầu mưa thì đừng có chắc sao mà người dân lại tôn vinh ông thần y. Đó, một người bình thường mà có thể cầu mưa cầu nắng được thì nói đến gì ông thần y chữa bệnh câm điếc. Đây là chúng ta liên đới thẳng luôn, chúng ta liên đới sẵn luôn, tránh sao được, đúng không? Bây giờ người dân người ta tầm nhìn ta còn hạn hẹp đi, còn mình là tiến sĩ mà lại là tin vào giới thiệu cho người này người kia là đi cầu mưa, cầu mưa cầu nắng, cầu này cầu kia đủ thứ. Ổng cầu mưa được thì làm sao mà ổng để cho người dân hạn hán như thế này? Còn nếu như người cầu mưa được thì bây giờ đất nước có để lang thang mà để đi giới thiệu gì không? Cô chú anh chị nghĩ coi, người mà cầu mưa cầu nắng được thì tôi hỏi mọi người, nhà nước của chúng ta có để đi lang thang như vậy hay không? Ý là một ông siêu thần y lừa đảo đây mà còn tung hoành được thì nói chi mà cái người cầu mưa cầu nắng. Đó, đó là đây là một cái vấn đề. Như vậy thì chúng ta trách làm gì? Trách làm gì khi các ông tiến sĩ đó đã nhận định được là có một cái người như vậy cầu mưa. Ổng lên ổng trả lời như thế này, ổng nói rằng đó là: tôi chưa khẳng định là có nắng hay có mưa, nhưng mà tôi giới thiệu cho người dân biết đó, để coi coi, dù gì đi nữa thì người dân cũng có lợi đó, mưa cầu không được thì cũng không có hại gì.
thì bản thân ông cũng phải là người tin này đấy, ông xúi dục người dân đấy, là tin vào ông mê tín đó đấy. Nên là một thời gian tôi nói thật mọi người á, không có đơn thuần đơn giản đâu, dữ lắm rồi đó. Tôi nói thật mọi người á, đối với trục diện chiến đấu về chiến tranh thì không đủ, nhưng mà nói về chiến đấu về kinh tế hoặc là nói về tư tưởng thì bắt đầu rồi đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Nào là Thích Chân Quang ở trong chùa nè, Thích Chân Quang ở trong chùa nè, giảng những cái điều là giảng những cái điều mà không ai chấp nhận được. Thầy Thích Pháp Hòa giảng thì rất là hay, nhưng mà giờ bên nước ngoài, còn cái người giảng trong nước thì nói những câu như vậy, mọi người thấy tai hại không? Mọi người thấy thầy Thích thì phải Thích Chí Hòa không cô chú chị? Cái gì Chân Hoa, Chân Hòa hay là thầy gì mà giảng hay đó, thầy gì mà giảng chánh đạo đó, thầy gì ở bên nước ngoài bây giờ đang mong về đó, cô chú anh chị chắc cũng biết thầy đó nổi tiếng, giảng rất là hay, giảng những câu mà tôi còn thấm thía, và có những câu ở trong triết học luôn nha cô chú anh chị, có những câu ở trong triết học luôn. Thích Pháp Hòa đúng rồi, đúng không? Thích Pháp Hòa thật sự là có những câu ở trong triết học có luôn, tức là thầy đó dạy rất là chính đạo, đúng không? Nên là tôi ghiền nghe ổng luôn ấy, ban đêm tôi bắt ổng tôi nghe tôi ngủ luôn ấy, mê đến cỡ đó của chú anh chị. Tôi nói thật á, người nào mà nói tốt, nói mà đẹp hoặc là nói gì đó là ban đêm tôi đốt tôi ngủ luôn, tôi để đó đó, bắt nguyên ổng giải thích nguyên một cái bài là tôi ngủ luôn. Nên là tôi rất là thích. Nên bây giờ chúng ta có cần trách gì nữa? Một tiến sĩ mà còn được như vậy thì bây giờ trách cái gì? Trong khi đó chúng ta là tin tưởng vào thần y. Tôi nói thật mọi người, nếu như không có chị Hằng thì tới bây giờ có rất là nhiều người dân ngộ nhận nữa. Tôi nói ngoài cái drama này, chị Hằng còn ngăn chặn nhiều cái thứ khác. Đúng rồi, Thích Pháp Hòa là quê Cần Thơ, đúng rồi. Đúng không? Nên là nói thật mọi người á, cái drama này nó giúp cho chúng ta sáng mắt ra được. Mọi người nhớ một cái câu mà đẫm nước mắt của chị Hằng không? Một cái câu như thế này: nếu như tôi thua thì chắc chắn rằng người dân sẽ thắng. Đó, mọi người thấy chị Hằng nói không? Đồng hương với nhân luôn đó. Dạ ok, cảm ơn. Đó, đúng không? Mọi người thấy một câu không? Người ta nói rằng là nếu như mà Nguyễn Phương Hằng này thua thì chắc chắn người dân sẽ thắng. Đó, đúng không? Bây giờ tất cả người dân chúng ta nhìn ra được rồi. Tôi nói thật mọi người. Nói đúng hơn là tin sói cổ. Đúng rồi, rất là nhiều người dân tin, kể cả tiến sĩ còn tin. Việt Nam có Thích Phương Hằng. Đúng rồi. À, đúng. Tới tôi nói thật mọi người, tôi cũng thích Phương Hằng. Cái này là tôi không phủ nhận. À, đúng ra đúng em. Nếu như mà đặt tên chị Hằng là thích Phương Hằng thì đúng hơn. Nói chung tại vì rất là nhiều người dân thích nên đặt cái câu là Thích Phương Hằng. Đúng không? Nên là nói thật mọi người đó. Những cái lời nói nó ăn sâu quá chứ. Không mấy bây giờ là toàn là gì được không? Cũng may mà cơ quan chức năng của chúng ta kịp thời đấy. À, cơ quan chức năng của chúng ta kịp thời ngăn chặn. Chứ để ông thầy này một thời gian nữa đó, thì rất là tai hại. Tại vì bây giờ mọi người biết làm sao mà có những đoạn video clip đó không? Ở trong Phật tử đó có người ta không đồng tình, đúng không? Nên người ta mới quay lại cái clip đó ta đưa ra. Chứ còn ra trong Phật tử, nếu ai cũng tin ông thầy đó hết thì rõ ràng ở đây rất là tai hại rồi. Vô chơi nè bà chị. Ở đây rất là tai hại rồi. Nên tôi nói thật, quá trời nhiều. Rồi, cái đó là tôi nói về ông tiến sĩ. Tôi nói về ông tiến sĩ, chúng ta bình luận thôi. Còn đợi cho cơ quan chức năng của chúng ta vô xử lý. Đã báo chí lên phản ảnh rồi thì không có đường nào mà chạy đâu. Tiến sĩ gì mà lên nói như vậy? Ra được cái bằng tiến sĩ là người đào tạo cho người khác,
mọi người thấy tiến sĩ là được vô các trường đào tạo nè. À, đúng không? Được vô các trường đào tạo. Như vậy thì đào tạo ra nhiều người. Ví dụ như tiến sĩ Thích Chân Quang là một cái tiến sĩ trong hội Phật giáo, bây giờ là dạy cho những cái giáo hội hoặc là dạy cho những cái gì đó ở Phật tử ở trong hội, mà bây giờ phát biểu ra những lời đó, mọi người thấy tai hại không? Nếu như người nào tin thì tai hại rồi. Rồi cái trường hợp đó thì để cho cơ quan chức năng của chúng ta xử lý của chú chị. Còn cái trường hợp cuối cùng thì chính là người yêu của tôi đây. Nhìn nhắc người yêu của tôi không biết hôm nay là bị, bình thường ta một lần lần chín cao nhất thì cũng hai lần hoặc là hai lần rưỡi, người yêu của tôi là lên ba lần giác, gần ba lần giác. 40 kênh YouTube gắn nói đi, nói càng nhiều thì công an quận Gò Vấp sai càng lớn, người ta lên án công an quận Gò Vấp càng lớn. Nó liều, tôi nói thật mọi người, chưa ai liều hơn Đinh Lan cái này. Thế nó không, tôi cũng không hiểu tại sao nha, tôi cũng không hiểu thiệt cái trời, không hiểu là tại sao mà cơ quan chức năng của chúng ta lại để được. Hay thật, cái này là tôi nói thật đó nha, cái này là nói câu công tâm, tức là luật pháp chúng ta rất nghiêm minh đúng đắn, nhưng mà tại sao để cho Đinh Lan lên nói những câu như thế này trời. Nói rằng là 40 kênh YouTube gắn la đi, la nhiều nhiều vô đó thì la nhiều nhiều thì công an quận Gò Vấp sai càng nhiều, người ta lên án công an quận Gò Vấp càng nhiều. Phải nói ông nào đi, ví dụ như ông nào của Gò Vấp đó, còn đằng này không nói, nói nguyên công an quận Gò Vấp. Công an quận Gò Vấp là bao gồm nè, bên kinh tế, bên hình sự nè, bên hành chánh nè, rồi đủ thứ hết trơn. Đó, nói rằng là công an quận Gò Vấp là sai sạch hết. Đúng không? Sai sạch hết. Trời nói gì mà lẽ ra cái mỗi một cái câu này thôi cô chú anh chị đã đủ vào 331 rồi. Đó, chứ không cần thiết là phải nhiều. Tôi nói thật, chỉ một câu đó thôi. Này là thật tình là tôi không hiểu thật nha. Này là nói thật ấy. Để đọc hết nguyên văn coi. Thanh Quyền, Quy Lóc và Hương Quảng Châu đang giúp cho công an quận Gò Vấp, à, giúp cho chúng nó và giúp chính chúng nó thoát đơn tố cáo của Đinh Lan đấy. Án các cơ quan chức năng thôi. Ở gì? Hai đứa ơi, càng tấn công chị thì càng làm lớn dư luận, lên án các cơ quan chức năng thôi. Trời ơi, thấy ghê vậy ta. Hai đứa ơi, càng tấn công chị thì dư luận càng lên án các cơ quan chức năng thôi. Không cứu được Điền Võ hay nguyên trưởng công an quận Gò Vấp nhiệm kỳ 2020-2022 đâu. Cho tôi xá một lại luôn á, tôi thật luôn. Cái này là nói thật là cho tôi xá một lại. À, Đinh Hoàng Nhân, anh vào muộn nên chưa nắm được nội dung về thầy Thích Pháp Hòa có dính níu gì tới thầy không em? Dạ không nha. Thầy Thích Pháp Hòa giảng bài em vẫn bằng đêm em bắt nghe, hả, Hòa học hỏi. Thầy Thích Pháp Hòa giảng đúng là thầy đó là chánh đạo, giảng những cái lời nói rất chánh đạo, không mê tín dị đoan, hòa hợp với lòng người hiện nay. Mọi người thấy rõ rồi, đối với ông thầy Thích Chân Quang thì nói rằng ai hát karaoke nhiều thì sau này chết thành con ma câm đó. Còn thầy Thích Pháp Hòa thì giải thích sao cô chú chị, mọi người coi từng câu từng chữ đó, là mọi người chỉ cần nghe một đêm của thầy Thích Pháp Hòa, tôi bảo đảm quý vị còn ghiền hơn nghe tôi, còn ghiền hơn tôi. Còn ghiền tôi là bằng đêm là tôi bắt ông đó là nói hoài, nói đi nói lại để tôi học hỏi chú chị, để tôi học hỏi về chân lý chứ gì chứ, tại vì tôi có mình nên tôi à. Khi mà live stream xong là tôi bắt cái ông đó lên, tôi để ngay chân lỗ tai tôi ngủ.
đó là nói thật, còn ai chê thì chịu à, hoặc là ai nói tôi gì cũng được à, cái nào tôi thích thì tôi nghe vậy thôi. Ok à, cái đó là tôi nói là tôi học hỏi thật, cái này đó là tôi học hỏi thật. Rồi có một cái điều là tôi không hiểu đó, cô chú anh chị giải thích giùm tôi coi, ai hiểu được giải thích giùm tôi. Ví dụ như đối với cô bạn hiền của tôi, hay nói cách khác hơn người yêu của tôi. Người yêu của tôi đó, là những cái lời nói như vậy đã sai phạm với quy định của pháp luật hay không đó. Đó, nên là nếu như sai phạm thì nó rõ ràng ràng như vậy à, mà tại sao lại để như vậy? Tôi nói thật mà tôi ức chế. Tôi ức chế không lẽ giờ tôi la làng trên xe này. Tôi nói thật mọi người, đôi khi nhiều cái tôi tào máu hỏng. Tôi cũng không biết là lý do gì à, đó là lý do gì tôi không biết nha. Tức là tôi tức tào máu hỏng. Tôi nghe những cái câu nói mà tôi không thể nào phản biện được. Tôi nghe những câu nói mà tôi không bao giờ tôi thốt thành lời nữa. Cơ quan chức năng của chúng ta khởi tố bao nhiêu cán bộ sai trái, rồi bắt bao nhiêu cán bộ sai trái. Tôi chỉ biết là ngoại trừ cô Đinh Lan này thôi. Tôi chỉ biết là ngoại trừ cô Đinh Lan thôi. Ngoài ra là tôi cũng chả biết là lý do tại sao. Bây giờ cô chú anh chị hỏi tôi rằng là những cái lời nói của người yêu tôi vậy có sai quy định pháp luật hay không? Thì bây giờ kêu tôi giải thích làm sao, đúng không? À, tôi chỉ biết là quỳ lại và tôi chỉ biết la làng ở trong xe được thôi, chứ tôi không là biết làm gì nữa. Là tôi chỉ hết biết rồi, nên là nói như vậy thôi. Nói cho cùng thôi thì chúng ta đi tiếp cái lò đang cháy nha, cái lò đang cháy à, nội dung cuối cùng là cái nội dung mà cái lò của Bác Trọng đang cháy gần đây nhất, thì khởi tố rất là nhiều người ha à, Bộ Công an bắt tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng. Ở đây thì à, nói rất rõ rồi, để tôi có một điều thắc mắc như thế này, có một điều thắc mắc à... Nó ngồi là tôi chỉ biết kêu trời thôi chứ làm gì với cô chú anh chị. Tôi chỉ biết kêu trời thôi, biết nghe. Bình thường tôi cũng không dám nói với cô chú anh chị. Cái này nói trước, cơ quan chức năng của chúng ta là một cái nơi duy trì pháp luật đó. Bản thân tôi cũng không dám nói đó. Tôi chỉ ca tụng là cơ quan chức năng của chúng ta là hoàn toàn chính xác, hoàn toàn đúng đắn, luật pháp nghiêm minh thôi. Thật sự bản thân tôi không dám nói những lời nói giống như Đinh Lan. Cái này là tôi nói thật. À, ví dụ như nói ông công an quận Gò Vấp là ông đó tên gì thì được, còn đằng này nói cả cái công an quận Gò Vấp đó, mọi người thấy rõ không? Bây giờ kêu nói không sai thì sao không sai được? Tôi sợ là sợ như thế này, tôi sợ là Đinh Lan sẽ dính vào những cái tội danh khác mà cơ quan chức năng cần bắt những người kia, nên là tôi nằm đêm tôi suy nghĩ hoài, trừ khi là Đinh Lan dính vào những cái người khác mà cơ quan chức năng thả lỏng để nhằm mục đích là bắt những người còn lại. Chứ còn tôi cũng không biết cái cách giải thích như thế nào cho nó đúng nha. Tôi chỉ nằm đêm tôi mơ ước, và tôi nằm đêm tôi suy nghĩ à, hoặc là tôi nằm đêm tôi gác ta lên trán tôi nghiên cứu lại. Thì chỉ có một cách là Đinh Lan dính vào những cái tội danh khác, còn dính dáng tới một số phần tử nữa, nên cơ quan chức năng muốn tóm là tóm hết. Nó ví dụ vậy này, ví dụ thôi, cái đó là suy nghĩ cá biệt của riêng tôi à, cái suy nghĩ cá biệt của riêng tôi, chứ còn thật sự đúng hay sai tôi chả biết. Cái đó là cái câu kêu bằng tự an ủi về chính bản thân mình à, tự an ủi về chính bản thân mình. Có cái một điều lạ trong bài báo này, để tôi coi coi. Bắt chủ tịch và giám đốc một cán bộ tập đoàn Thuận An. Một cán bộ tập đoàn Thuận An. Cán bộ tập đoàn Thuận An thì chắc tập đoàn của nhà nước nha. Thường thường là tập đoàn Thuận An là cán bộ thì chắc chắn là tập đoàn của nhà nước nha cô chú anh chị. À, theo ông Nguyễn Duy Hưng, ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Thuận An, bị cáo buộc về các tội danh vi phạm quy định về
đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Tối ngày 15 tháng 4, Bộ Công an cho biết đã có căn cứ kết quả điều tra xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phòng BC03 đã ra khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An với các đơn vị và tổ chức có liên quan. Đồng thời C03 ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch hội đồng quản trị là tập đoàn Thuận An, về các tội quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, quy định tại khoản 3 điều 222 và khoản 4 điều 354 của Bộ luật hình sự. C03 khởi tố bắt tạm giam ông Trần Anh Quang, giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Thuận An, về tội đưa hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 364 Bộ luật hình sự. Đưa hối lộ nha. Bị can Nguyễn Khắc Mẫn, phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Thuận An, về hành vi quy định về đấu thầu. Ok mọi người. Ngoài ra C03 còn khởi tố thêm Nguyễn Quang Thảo, nguyên là giám đốc, và Đàm Văn Cường, hết hồn. Tính Đàm Vĩnh Biệt chắc chết luôn. Họ Đàm này khó kiếm lắm mà cũng có trùng tên ha. Giám đốc ban quản lý dự án đấu thầu xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp ở Bắc Giang, về tội quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ở đây ai cũng bị bắt về tội đưa hối lộ, nhưng mà tôi không biết nhận hối lộ là ai. Cuối cùng là nhận hối lộ là ai? Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tập trung lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi đối với các bị can sai phạm tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và đơn vị tổ chức có liên quan về tội quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ. Một cái tập đoàn là có chủ tịch, phó chủ tịch là đưa hối lộ, đúng không? Kể cả phó chủ tịch cũng đưa hối lộ. Nhưng mà cỡ như phó chủ tịch mà đưa hối lộ thì đưa cho ai ta? Ở đây thì mọi người biết rồi, cơ quan chức năng của chúng ta đang mở rộng điều tra vụ án. Cái điều lạ tôi muốn nói đây, còn cơ quan chức năng người ta khởi tố thì không nói rồi. Cơ quan chức năng người ta căn cứ theo quy định pháp luật, người ta khởi tố thôi. Đó. Mà cái điều lạ ở đây tôi nói rằng là cỡ chủ tịch tập đoàn Thuận An là một cái người rất là giàu, ở một cái tập đoàn Thuận An là nổi tiếng nhất, mà sai vi phạm về quy định đấu thầu đó. Như vậy thì cái người nhận hối lộ là bao nhiêu, là người nhận là ai? Đúng không? Đúng không? Đúng không cô chú anh chị? Quan trọng là cái đó mà bây giờ cơ quan chức năng của chúng ta đang mở rộng hồ sơ vụ án, đang mở rộng điều tra. Nhưng mà có một cái điều rất là lạ. Ông chủ tập đoàn này có một người con ở trên mạng cũng là tỷ phú. Đố cô chú anh chị biết là ai? Cái này thì báo chí nó không có nêu nha. Nhưng mà ông Hưng này, cô chú anh chị đoán thử coi là một cái người nào đang nổi trên mạng là công tử của ông này, mà ông này đã bị cơ quan chức năng của chúng ta khởi tố. Thì nói như vậy thôi, còn cô chú anh chị muốn đoán ai thì đoán nha. Đúng rồi, có cô chú anh chị nói đúng rồi. Nên nói rồi, có rất là nhiều nha. Nói chung ra cái kênh mà Nút Kim Cương hiện tại bây giờ trên mạng là con của ông này nha. Cái kênh mà Nút Kim Cương ở trên mạng, mọi người thấy ví dụ như cái kênh mà Nút Bạc nè, Nút Vàng nè, rồi tới Nút Kim Cương, cái kênh mà Nút Kim Cương kênh đó là doanh thu, tôi bảo đảm cô chú anh chị là doanh thu thì ok cô chú anh chị nha. Nên là rất là nhiều cô chú anh chị, rất là nhiều trường hợp tôi thấy rõ rồi, quá trời nhiều. Rồi lại tiếp tục nữa đây, tiếp tục nữa nha. Nguyên hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai chỉ đạo để kế toán gần 70 triệu đồng để bên ngoài sổ.
Đây là lò của tiếp tục bác Trọng tiếp tục đốt nha. Ông Trần Minh Hùng, nguyên là hiệu trưởng trường đại học Đồng Nai, đã chỉ đạo cấp dưới để ngoài sổ kế toán, không báo cáo tài chính hàng năm với tổng số tiền lên 70 tỷ đồng. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tham ô tài sản xảy ra tại trường đại học tỉnh Đồng Nai. Đồng thời cơ quan viện kiểm sát này đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lên đơn vị cung cấp để tố cáo về tội danh hiệu trên. Trong đó ông Trần Minh Hùng, nguyên là hiệu trưởng trường đại học tỉnh Đồng Nai, và các bị can Phan Thị Văn Thanh, nguyên trưởng phòng kế toán, Đặng Minh Thư, nguyên là phó trưởng phòng đào tạo. Rất là nhiều người ha. Lò đốt tiếp tục. Ok mọi người. Bây giờ là trễ rồi hả? Cảm ơn cô chú anh chị. Bây giờ lò đang đốt dữ dội nha cô chú anh chị. Quan trọng là bây giờ lò quá trời đốt rồi. Cơ quan chức năng của chúng ta phải nói là vỗ tay bịch 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 ăn mừng. Đúng không? Đó. Chỉ có như vậy thì dân mới đỡ khổ thôi cô chú anh chị. Cái này nói thật. Đó. Nếu như mà bắt hết những cán bộ sai trái, nói thật ra đối với những người giàu thì lại càng giàu thêm nếu như có cán bộ sai trái này, nhưng mà đối với những người dân đa số số lượng lớn sẽ khổ về những cái người này. Đó. Tôi đặt trường hợp bây giờ có một cái người biết rõ là vô tội đó, nhưng mà một khi cái ông thẩm phán mà nhận hối lộ, một khi là cái ông điều tra viên mà nhận hối lộ, thì cái người kia bị oan ức về cắn răng chịu đựng, chưa tính tới thiệt hại đối với người con, chưa tính tới ảnh hưởng tinh thần của một số người, thậm chí có người phải thắt cổ tự tử. Cái này là tôi nói thật chứ không phải đơn giản đó. May mà cơ quan chức năng của chúng ta xử lý sớm đúng không? May mà cơ quan chức năng của chúng ta thử đi xử lý sớm. Chứ bây giờ tôi nói thật, một người dân bây giờ rõ ràng là mình bị lấn đất đó. Đúng không? Cái ranh giới của tôi là rõ ràng là bị lấn đất này, tôi ví dụ thôi. Rõ ràng là bị lấn đất. Khi kiện ra phiên tòa, cái ông kia ông mới về, ông có tiền, còn cái người dân từ nào giờ người ta không có đo đất lại. Đúng không? Người dân từ nào giờ người ta không có đo đất lại. Đất của ông bà tôi để thì sao, tôi để vậy tôi không có đo đất lại, bàn phán cũ. Họ giao tới cái ông này tự nhiên mất gần trăm mấy chục mét đất. Mặc dù biết ông này là sai trái đó, nhưng mà ông kia có tiền, chỉ cần đưa ngay cái ông mà bị cơ quan chức năng của chúng ta khởi tố, ông nhận tiền, ông xuống ông đo đạc, ông làm ngon lành liền. Cái này là cô chú anh chị rất thường gặp, nói thẳng là như vậy. Thật ra trong xã hội đời nay, tôi nói thật mọi người, khi mà tôi tiếp xúc ở trong viện kiểm sát mà tôi tiếp xúc, đa số là những như vậy. Tôi không biết ở dưới làm sao, tôi không biết nha. Tức là ranh giới của ông bà xưa người ta là làm bằng phán, là bằng phán, là ngày xưa mà bằng phán cái bì đỏ đó cô chú anh chị. Diện tích thì đâu có chính xác được đâu, nó đâu có chính xác là từ lý từ tí. Nó chỉ ghi là bao nhiêu đó tôi canh tác là bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà cái ông mới về, thay vì ông mua 100 mét là bằng phán mới, nhưng mà ông lấn ranh qua sang ông kia. Đúng không? Ông lấn ranh qua sang ông kia. Rồi cái bắt đầu là ở dưới, cấp dưới đồ này kia, nếu như mà có một cái người giống như cơ quan, tức là chúng ta nói là những người đã bị cơ quan chức năng của chúng ta khởi tố như của chú chị, tức là những cán bộ sai trái, chúng ta không nói chung hết được nha, tại vì cán bộ đa số là tốt hết đó, nhưng mà chỉ có một số cá biệt thôi, ở đây chúng ta nói rõ, tức là một số cá biệt. Nếu mà đưa ngay cái ông mà ăn, tức là mới 70 triệu mà mới bị cơ quan chức năng của chúng ta bắt đó, nếu nhầm mà đưa ngay cái ông đó thì chắc chắn rằng cái ông kia bị thiệt hại. Đúng không? Cái này là nói rõ. Nên là mọi người thấy đôi khi là người dân người ta cũng ức chế dữ lắm. Đi thưa nhiều nơi, rồi bắt đầu là gửi lên cấp trên, nhưng mà để đó hoài là không xử lý. Thì rất là nhiều trường hợp như vậy. Nên là mọi người thấy bây giờ cơ quan chức năng của chúng ta, mọi người thấy bài bản đó. Năm nay là đốt rất nhiều đó, luật pháp chúng ta nghiêm minh rồi đó, xử lý rất là nhiều trường hợp, nên đây là một cái điều đáng mừng cho người dân của chính trị. Đáng mừng đó, vỗ tay hoan nghênh bắt Trọng liền
Dở tay quăng lên bắt chậm liền. Còn cái câu cuối cùng cái câu cuối cùng là về việc chị Hằng. Tại sao luật sư Vũ lại nói là chị Hằng không đủ điều kiện? Câu này tôi không nói là ai nha. Tôi không có phản biện ai cả. Về tôi cũng chả nghe. Cho em hỏi đây, em chỉ nói như thế này thôi. Cái luật sư Vũ nói như thế nào thì tôi không quan tâm. Tức là đối với luật sư Vũ, người ta cũng là hiệu lực. Cái việc mà luật sư Vũ nói gì thì tôi không nghe. Tôi cũng không biết và tôi cũng không phản biện. Tôi tin rằng luật sư Vũ sẽ nói đúng. Nhưng mà về phía chị Hằng thì cái vấn đề gọi là đặc xá hoặc là ân xá hoặc là đại xá thì chắc không có rồi. Đại xá thì chỉ cần là áp dụng vào chiến tranh. Trường hợp ví dụ như trong luật pháp của chúng ta áp dụng vào trường hợp là đại xá, mà đại xá thì thường là trong chiến tranh. Trong chiến tranh người ta mới áp dụng. Tức là sau khi chiến tranh kết thúc hoặc là thắng lợi lớn ở trong chiến tranh thì có thể là cái bằng đại xá. Mà đại xá là thả cho các tù binh, các tù nhân. Mà trường hợp này là rất hiếm. Ở cỡ tuổi tôi là tôi không biết, tức là chỉ nghe nói lại thôi chứ còn chưa biết nữa. Tức là về đại xá, đại xá là tôi chưa biết luôn. Có nghĩa là tôi nhớ là năm 1946 là sau khi chiến kết thúc thực dân Pháp đó, thì cũng có là một trường hợp là đại xá. Rồi sau đó là sau khi kết thúc mùa xuân năm 1975 và tới năm 76 thì lại có một trường hợp. Thì tôi chỉ nghe nói lại thôi, tại lúc đó tôi chưa sinh ra mà. Nên là cho tới bây giờ vẫn chưa áp dụng là trường hợp là đại xá nha. Còn đối với luật sư Vũ như thế nào tôi không phản biện. Tôi tin rằng luật sư Vũ sẽ đúng pháp luật. Còn về vấn đề đặc xá thì ví dụ như theo như quy định của pháp luật thì căn cứ vào 1/3 cái thời gian chấp hành. Thì nếu như xét như vậy thì chị Hằng không đủ điều kiện của chú anh chị. Tại vì chị Hằng chưa được tạm giam 6 tháng. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là chị Hằng xin thi hành án sớm liệu có được chấp thuận hay không, thì đó mới là vấn đề quan trọng. Tại vì người ta tính là người ta tính từ khi ký quyết định thi hành án, tức là chánh án tòa án, người ta làm việc trên giấy tờ, rất có thể là chị Hằng không đủ điều kiện nha. Đôi khi cô chú anh chị, tôi cũng không có coi lai luật sư Vũ, cô chú anh chị hết sức thông cảm giùm. Tôi cũng không bám phản biện, tại vì tôi tin chắc rằng là luật sư Vũ sẽ đúng nha. Tức là tôi vẫn nói là theo quy định pháp luật, tại vì mọi người biết rằng là sau khi cái bản án đã được chánh án tòa án hoặc phó chánh án tòa án ký quyết định hoặc là cái phiên phúc thẩm vừa ra thì lúc đó bản án mới có hiệu lực. Mà bản án mới có hiệu lực thì người ta tính trên mặt giấy tờ, người ta tính từ đó, chứ không thể nào tính từ khi chị Hằng mà xin đi thi hành án. Thì xét như vậy thì chắc chắn chị Hằng sẽ không đủ thời gian. Tại vì chị Hằng ít nhất cũng phải là thực thi là 6 tháng đó. Nếu như theo lời của luật sư Vũ thì nói cũng đúng theo quy định pháp luật nha. Tôi khẳng định là đúng nha. Còn đối với cái việc giảm án thì không cần thiết. Tôi nói thật, nếu như giảm án thì chị Hằng ngay bây giờ vẫn được ra, thậm chí là thừa điều kiện luôn đó. Và thậm chí là nó thừa điều kiện tất cả những yêu cầu đáp được luôn. Tức là về giảm án thì chắc chắn là đủ, là dư. Nhưng mà về đặc xá, ân xá, đại xá thì nó còn thiếu một cái chỗ đó đó. Chỗ đó là tôi nói là chỗ đó là chỗ nào thì cô chú anh chị biết. Ví dụ như cái chỗ đó là cái vụ mà thi hành án sớm mà được chấp thuận hay không đó, cái dưới cái ngày ký quyết định hoặc là cái ngày phúc thẩm, cái đó mới là vấn đề quan trọng nha. Ok. Thôi thì tôi không phản biện ai hết. Tôi nói là luật sư Vũ là đúng quy định pháp luật nghe cô chú chị. Luật sư Vũ là đúng quy định pháp luật. Nói rõ là như vậy.
Ok mọi người, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Nói chung ra thì trả lời câu hỏi của cô chú anh chị thôi. Giao lưu mà 2/3 thời gian rồi. 2/3 thời gian là tính từ ngày tạm giam nhân chú Hùng. Chú Tấn Hùng nè. Chú Tấn Hùng thì không thể tính là 2/3 thời gian của chú anh chị. Thời gian tạm giam chỉ tính được là thời gian thi hành án. Tức là ví dụ như 3 năm mà thời gian tạm giam của anh là 2 năm thì người ta chỉ tính được là cái thời gian của anh 2 năm trừ vào cái thời gian kết án. Tức là thời gian bị bắt người ta vẫn tính vô thời gian tạm giam, chứ không có ai mà nói rằng là thời gian tạm giam là thời gian thi hành án. Cô chú anh chị phải hiểu cái thuật ngữ, cái thuật ngữ của tòa án nha. Chú Hùng nè, để con nói lại cho cô chú anh chị hiểu nha. Nói lại cho cô chú anh chị hiểu này. Cái thời gian mà tạm giam được tính vào cái thời gian kết án, tức là được tính vào cái thời gian thi hành án. Nhưng mà cái thời gian tạm giam không ai tính vào cái thời gian thi hành án cả. Nhớ nha cô chú anh chị. Tức là ít nhất chị Hằng phải thi hành án được là 6 tháng nha. Xem kênh này mà nói về kênh khác. Xem kênh này và nói về kênh khác làm em hiểu nhầm rất nguy hiểm. Dạ ok. Diễn đàn 2016 nói khoảng 6 tháng mới ra. Thì em cũng không biết, em chỉ nói như cô chú anh chị như thế này. Tức là bắt buộc chị Hằng phải thi hành án. Từ lúc thi hành án là từ 6 tháng trở lên mới được xem xét đặc xá ân xá. Còn nếu như không thì không đủ điều kiện nha. Còn nếu như không thì không đủ điều kiện. Ở đây con nói rõ là cái thời gian tạm giam thì được tính vào cái thời gian thi hành án. Nhưng mà cái thời gian tạm giam không ai nói là thời gian thi hành án. Nó nghịch như vậy đó. Thôi nói chung ra ví dụ như mình hỏi những câu hỏi mà ảnh hưởng tới những cái kênh khác đó cô chú anh chị. Em thì không có nhu cầu để xích mích đối với các kênh khác. Nên cô chú anh chị hết sức thông cảm. Đôi khi tôi nói thật cô chú anh chị, ai ủng hộ chị Hằng là tôi đều quý hết. Cái này là nói một câu cô chú anh chị rất thông cảm cho em nha. Cho dù như thế nào thì tôi cũng không biết, giai đoạn này thì cũng không còn ai ủng hộ chị Hằng nhiều. Đối với các kênh YouTube nha, còn đối với cộng đồng và người dân thì người ta ủng hộ rất là nhiều. Nhưng mà ở đây em nói là các kênh YouTube bây giờ đa số thì bỏ qua các kênh khác, đa số thì đi làm những chuyện khác, đa số thì đấu đá. Còn lại cũng không còn bao nhiêu kênh để ủng hộ chị Hằng. Nên là những kênh mà ủng hộ chị Hằng em đều rất quý, em đều rất mến nha. Nên là cô chú anh chị đặt ra câu hỏi thì em xin trả lời, nhưng mà em xin miễn cái vấn đề là kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị. Nói chung ra là cô chú anh chị phải thông cảm. Ok mọi người. Dạ cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Ok mọi người. Rồi cô chú anh chị cứ đặt ra câu hỏi đi. Người ta bẫy cho đấu tố để đeo thơ đó. Ok mọi người. Cảm ơn cô chú anh chị. Nhưng không nên hỏi những câu so sánh với các kênh khác. Dạ em thống nhất. Thống nhất về cái bình luận này. Lan ủng hộ chị Hằng, sao Đinh Hoàng Nhân không mến vậy? Ở đây chú Hùng nè, chú Hùng nè, con nói nè, cái quan trọng là được bên đó, được bên trại giam chấp thuận hay không. Nói cho cô chú anh chị nghe về cái lệnh đặc xá và ân xá, bắt buộc phải có đơn và bắt buộc phải có việc từ trại tạm giam đưa lên. Cái quan trọng ở đây là chị Hằng thi hành án, cái trại giam đó có chấp nhận hay không, và xác nhận vô đó ngày chị Hằng thi hành án là ngày bao nhiêu đó. Ở đây chú Hùng hiểu con nói chưa? Chú Hùng hiểu con nói nè.
Tức là chị Hằng không phải là không có cơ hội. Cái quan trọng ở đây là cái ông trưởng trại trong đó đó, ổng xác nhận vô cái ngày mà chị Hằng chấp hành án là ngày mấy nha. À, cái đó là quan trọng đấy, tại vì bây giờ nó không còn bên tòa án nữa. À, mà bây giờ là ở bên trại tạm giam quản lý công tác tốt, bắt đầu từ ngày mấy tháng mấy là chị Hằng về đó là chấp hành án. À, được xác nhận của trại giam. À, nên là cái này nó không còn là nói nhiều à, thì cô chú anh chị hiểu giùm nha. Nói thì cô chú anh chị hiểu, quan trọng là bây giờ ông trưởng trại là cái người nơi đó là quan trọng. À, chứ không còn là bên tòa án quan trọng nữa. Ở đây là quan trọng là cái ông kia có chấp nhận chị Hằng là thi hành án từ ngày đó hay không. Nãy con nói rất rõ đó. À, không? Cái quan trọng đấy. Ok cô chú anh chị. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị nha. Chắc cái like hôm nay con xuống tại đây nha. Cô chú anh chị ơi, ở nhà thì có mấy em nó đốt mật ong ruồi đó. Cô chú anh chị có mua mật ong ruồi thì thứ nhất nè, hai chai ong ruồi là 1 lít. Đó, con tặng cho cô chú anh chị hết ổ luôn. À, hết ổ luôn là 1,7 triệu. Nhưng nếu cô chú anh chị không lấy tổ và không lấy một keo sáp thì con sẽ trừ lại 500. Tức là 1 lít ong ruồi bây giờ là chỉ còn có 1,2 triệu thôi. À, cô chú anh chị nếu như không lấy keo sáp nha. Còn nếu như lấy keo sáp, 5 lít rượu, nửa lít mật ong cộng với 5 cái tổ ong là lấy hết tổ luôn đó, thì nó là 1,7 triệu. Còn nếu như cô chú anh chị không lấy thì nó còn là 1,2 triệu nha. Vậy là 1 lít mật ong rất rẻ rồi nha. Cô chú anh chị mua thì ủng hộ em theo số điện thoại là 0908 785 779 nha. À, 0908 785 779. À, mật ong gừng thì 3 chai 1,3 triệu. Mật ong mới không à, cô chú anh chị mua giùm em, mua ủng hộ em. À, 3 chai mật ong là 1,3 triệu đồng, còn mật ong ruồi là 2 chai là 1,7 triệu, kèm theo 5 tổ ong và 5 lít mật, ủa 5 lít rượu. Ok mọi người, chắc cái like hôm nay em dừng tại đây nha. Số điện thoại của em là 0908 785 779. Ok mọi người, chào mọi người và hẹn gặp lại tất cả các like sau nha. Bye bye.